chào quý đạo của đài truyền hình SCT. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình Thời sự 247 với Lưu Dũng. Thưa quý vị, chúng ta cũng biết là tại cuộc chiến mà ở tại Ukraine trong những ngày qua, thì binh sĩ Nga đã rút ra khỏi Kiev và bây giờ họ tập trung về miền đông của Ukraine. Và người ta đều thấy ông Putin đã thất bại trong cái việc là làm gọi thủ đô Kiev. Thực ra ông tính là chỉ có hai ngày thôi là vào là làm làm thịt Kiev là xong. Chính quyền Zelensky đã biến hoặc là đầu hàng. Chúng tôi chiếm quyền và kiểm soát thủ đô Kiev là coi như kiểm soát toàn bộ Ukraine. Ít nhất về mặt nguyên tắc. Thậm chí sau này người ta còn nói một ông chuẩn tướng của Ukraine ngày hôm 6 Tây tháng 4 ông họp báo ông bảo là khi chúng tôi bắt được những cái xe của nga, trong đó có những bộ quần áo mà lính mà gọi là gì để đi duyệt binh á, của nga, lính nga nó có huy chương rồi có dây dợ đó, thì ông bảo là chắc mấy anh này tính là hai ngày làm gọi, khi ép xong rồi duyệt binh chiến thắng luôn, nhưng mà điều đó không xảy ra. Tại vì sao nó không xảy ra? Đây là một thất bại về mặt quân sự mà nhiều chuyên gia nói rằng sẽ được ghi nhớ trong sử sách quân sự của thế giới. Ông Putin bây giờ chưa có rút ra khỏi Ukraine, nhưng rõ ràng ông đã thất bại trong cái việc là gần 2 tháng trời mà không kiểm soát được Ukraine và không lật đổ chính quyền Ukraine là bởi vì không bao vây và không thâu tóm được thủ đô Kiev. Và lính Nga bị thiết hại cũng khá nhiều. Cho đến nay, à, cho tính đến ngày 25 tháng 3, thì Bộ Quốc phòng của Nga nói rằng họ có 1.351 binh sĩ bị chết. Phía bên Ukraine thì nói là con số này khoảng gần 19.000. Phương Tây và NATO thì nói khoảng từ 7.000 đến 15.000. Không biết ai đúng ai sai. Và hôm trước tôi đã nói quý vị là tính một số thấp nhất 1.351. Là vậy là quá nhiều. Nhưng mà hôm thứ hôm mùng 7 tháng 4 vừa rồi, ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên của ông Putin, và cũng như là của chính phủ Nga lần đầu tiên xác nhận là Nga bị thiệt hại nặng nề và đây là một bi kịch lớn cho chúng tôi. Điều này được ông Peskov nói khi phóng viên của đài Sky News của Úc hỏi. Xin bác kỹ thuật cho coi cái video đó. And let's be honest about this. Ukraine posed no threat to Russia and NATO is a defensive organization that also Poses no threat to Russia, and just my point at the beginning was that you have retreated. The reason I said it's not going to plan is you've retreated from the capital. President Zelensky is still in power. You've lost thousands of troops. You've lost six generals, uh, hundreds of tanks and other equipment. It's it's a humiliation, really, isn't it? No, no, it's a wrong understanding of what is going on. But what, what is wrong uh, about what I've just said? Well, nearly everything. Nearly everything. Well, but you've uh, lost but, thousands uh, of troops, yeah? Let's go through it. You've lost thousands of troops. How many troops yes, have you lost? We have we have we have significant losses of troops and uh, it's, it's, it's a huge tragedy for us. hi. <coughs> uh <coughs> now, <about coughs> <can> you could <coughs> have <in> <coughs> Thì ông, rồi ông này ông bảo là quý vị chết, biết bao nhiêu lính, sáu ông tướng bị chết, hàng trăm chiếc xe tăng bị thành cua răng muối. À, như vậy có nhục nhã có khó chịu không? Ông bảo humiliate, nghe có xấu hổ Thì ông Peskov bảo không, bắt đầu đi làm vòng, ông kêu cắt liền. Ông bảo bây giờ anh nói cho biết đi, anh chết bao nhiêu người, anh có chết à? anh Anh có nói không? Anh nói bây giờ mới có nói có hơn một ngàn ba. Thì ông Peskov trả lời là chúng tôi bị thiệt hại nặng, significant loss và đây là một bi kịch lớn ở Hughes tragedy sau đó thì nói chung nói thêm ông kia hỏi tại sao ông rút ra khỏi ký ép. thì ông Beskow bảo chúng tôi rút ra khỏi ký ép là để là bày tỏ một thiện chí trước khi chúng tôi bước vào trong uh, đàm phán cái ông không biết bảo anh nói sao anh rút uh, đa, 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 cái gì thái độ bày tỏ thái độ gọi là thiện trí gì sau đó anh pháo kích của Mariupol ma anh pháo kích của Kharkiv thê thảm đó, Kharkiv cái hôm pháo kích cháy khu chợ Việt Nam quý vị nhớ không của người Việt Nam luôn mà cái nơi mà ông ông, 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 Phạm Nhật Phượng mà tỷ phú mà đầu tiên Việt Nam mà ngày xưa là kinh doanh ở đó ra đó, đó bắt vào đó luôn thì ông Peskov bắt đầu nói là mà nhưng cái chính tôi muốn nói là gì rõ ràng ông Putin đã không gọi là kiểm soát được Kiev thành ra mới rút bởi vì con ở là con chết chúng ta thấy những cái cảnh đây này những đoàn xe dài tới 45 dặm bị kẹt ở ngoại ô Kiev tại sao chuyện này xảy ra à, nó có nguyên ủy của vấn đề là chứ không phải không đầu tiên hết thưa quý vị khi mà chiến sự sắp xảy ra Ukraine không nghĩ là Nga sẽ đánh Nhiều nước đến đâu không nghĩ là Nga sẽ đánh Chỉ có một nơi biết Nga sẽ đánh Đó là Mỹ Và Giữa tháng Giêng, Mỹ đã bí mật cử ông William Burns là giám đốc CIA Đi qua bên Ukraine gặp ông Zelensky và các tướng lãnh của Ukraine Tôi mở ngọt một xíu Ông William Burns từng làm đại sứ của Mỹ tại Nga Ông rất rành ông Putin Tình báo mới biết được một số chi tiết. Thế là ông Bern mới cho mấy ông này biết, mấy ông Ukraine mới là, coi chừng phải bảo vệ cái phi trường Hostomel ở ngoại ô phía tây bắc của Kiev. Cái phi trường này là phi trường duy nhất ở Kiev và Nga sẽ đánh chiếm phi trường này để gì? Để có chỗ đổ bộ. Đó. coi như là gì? Quân đội xuống chúng ta biết mà khi mà đánh trận ở đâu cũng vậy hết nghĩa là quý vị có hải lục không quân đầy đủ đúng không mà nếu quý vị nhìn vô bản đồ ukraine quý vị thấy đó chỉ có phía nam là có cái biển hắc hải và biển uh, Enzob. ngoài ra phía trên là nó giáp nga giáp belarus đúng không không có biển thành ra hải quân không làm gì được hải quân á nếu mà bắn mà bắn từ biển hắc hải vô thì nó xa quá đúng không Tôi xin mang kỹ thuật cho coi cái laptop của tôi để cho quý vị coi cái host mail nó nằm ở đâu ở đây. Đây, cái chỗ host mail ở đây thứ vị màu đỏ đây, ép đây nó nằm ngoài khơi ghép đây là dòng sông Nipo River. Phía bên này là quý vị thấy Belarus thấy không? Đó. Thì bên Nga định là đánh cái phi trường này. Thì bên Mỹ đã báo trước rồi. Thì Nga hôm đó là họ đưa trực thăng vào, họ đưa cái là lính vào đổ bộ. Nếu chiếm được phi trường rồi nó bắt đầu họ mới đưa hàng trăm chiếc máy bay trực thăng chở bộ binh vô và chở trang thiết bị vô ở phía trường của đó. Rồi từ đó mới đánh chiếm Kiev. Đó là chiến thuật họ đi như vậy. Thấy không? Bởi vì không chiếm được phi trường là thua. Đây là quý vị coi để cái hình ảnh các máy bay của Nga này, ngày đầu tiên là ngày 24 tháng 2. xuống. Họ bị bắn rơi mấy chiếc. Bởi vì ông Ukraine mới trước rồi ông thề tôi thề từ thủ của phi dương này không cho anh lấy giống như quý vị muốn đổ 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 người vô nhà tôi mà lấy đồ với gì quý vị phải bảo đảm là phải có bạc kinh mà nhà tôi đâu một cái bạc kinh một cái chỗ đậu xe thôi quý vị mà không đậu xe thì quý vị không thể đưa người xuống được tôi nói ví dụ vậy đó còn đưa mấy chỗ khác là chó nó cắn nó mèo nó cắn lại hai quý vị là vô cái chỗ này thì tôi canh ở chỗ này xe vô tôi bắn bảy bánh thì không cho chiếc xe quý vị vô thì quý vị không thể đổ quân được y chang cái gì xảy ra tại kia đây cái máy bay Antonov khổng lồ lớn nhất thế giới khi mà quân nga vô đánh nhau đó với lại qu quân Ukraine đó, thì họ cho cháy chiếc này luôn đó. Thì quý thấy là cái gì? Và vụ này Mỹ đã từng bị rồi năm 2003 khi Mỹ sử dụng máy bay Apache trực thăng đổ xuống phi trường Baghdad để tính đánh chiếm phi trường đó để đổ quân vào. Quý vị đang xuống một cái đó, là dưới này súng nó bắn lên, phòng không bắn lên, đạn bắn lên. Rớt một chiếc Apache, Mỹ sợ quá. Mà nó chơi chừng hai ba chiếc rất là thiếu. Thế là Mỹ ngưng luôn cho Apache bay về hết. Sau đó họ cũng chiếm được phi trường thôi. Nhưng mà không thể chiếm được trong số một chiều. Trường hợp phi trường Hotomel cũng vậy. Nga hoàn toàn thất bại. Khi không chiếm được phi trường này. Bởi vì là Ukraine họ biết trước rồi. Vì cái ông William Burns, ông nói cho biết. Thấy chưa? Thì khi anh không đổ bộ quân được vào đó, Thì anh làm gì Anh đưa bộ binh vô Mà đưa bộ binh vô đó Chỗ gần nhất là đi từ bên Belarus Quý vị nên nhớ trước hết nhau là có 150 ngàn binh sĩ Ukraine ở uh, Nga tập trung ở cả bên Belarus và bên Nga. Bên Nga được khoảng trăm ngàn, Belarus khoảng 50 ngàn. Thì ba cái thuật cho coi lại cái 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 laptop rồi để cho quý vị thấy đây. Đó. Đây, quý vị thấy không? Từ Belarus qua đây khoảng trăm cây số thôi rất gần trong khi đó nếu tôi mở bản đồ lớn ra quý vị thấy nè từ bên nga đây nhá biên giới của nga đây nhá mà quý vị đi qua đây cả ngàn cây số bộ binh nào đi cho nổi còn từ ở dưới đây đó thưa quý vị biển Cốp, biển azov và biển 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 đen bắn hỏa tiến không tới đây hoặc nếu có tới không chính xác quý vị thấy chưa nó không chính xác cho nên họ chủ yếu là dùng cái cánh quân ở belarus là gần nhất họ đi xuống mà đi xuống thì thưa quý vị nguyên một đoàn xe 45 dặm bị kẹt mấy ngày luôn bắt đầu thì ông ông Ukraine nó biết à anh không chiếm được phi trường bắt đầu anh đưa quân vô thì tôi phá sập cầu những cái cầu dẫn vô Kiev là Ukraine họ phá hết đâm ra lòng ngang kẹt kẹt cứng cái đoàn xe đó sau bắt đầu là anh Ukraine anh dùng nghĩa là hỏa tiễn javelin và stinger anh tỉa từ 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 thế là nga sau đó phải giải tán nấp vào những cái bụi Quý vị thấy đầu tiên hết đó là Nga thất bại trong cái chuyện chiếm thị trường hốt Giống như Việt Nam mình Sài Gòn đó, xưa đó quý vị không? Muốn đánh vào Sài Gòn là anh phải chiếm được sân bay tân sơn nhất Anh bảo đảm là khi anh chiếm được anh kiểm soát rồi đó Đã kiểm soát được cả dàn radar luôn và an ninh phi trường luôn anh cho lính cho bao vây Bắt đầu mới cho máy bay đổ xuống chở bộ binh xuống bắt đầu bộ từ từ chân chất ra là chiếm các văn phòng cơ quan của sài gòn ví dụ vậy đó là, thì anh kia y chang vậy nhưng mà xuống hốt to nó bị dính nha nãy tôi chắc thấy cái đoạn mà 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 mà, mà không biết bằng cái thuật lại có chiếu cái đoạn mà gọi là 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 là, là lính nga đổ bộ xuống từ trên trực thăng mà nhảy xuống á nghĩa là kinh hoàng lắm vô cuối cùng bị, bị bắn rát quá không cái cái video một cái video khác anh ở ở trên trên máy bay mà đi xuống đó trên máy bay đi xuống mà cái này là chùa trời thôi đây, đây 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 đó quý vị coi cái đoạn này đây. Quý vị coi cái đoạn này họ đổ bộ xuống là bộ binh đổ bộ xuống. Đây từ trên máy bay nhìn xuống đây nè, mà cái này là của quân đội Nga đưa ra nha. Đó đoạn video này của quân đội Nga đưa ra, đây họ đổ bộ xuống này. Thấy chưa? Đó họ nấp nè, phi trường nè. Đây là bên ngoài vòng đai phi trường thôi. Lát quý vị thấy là họ áp sát vào vòng đai, có mấy chiếc máy bay phi trường Hostomel. Cái phi trường này cực kỳ quan trọng nó là cái bàn đạp nó là cái bàn đệm để mà bộ binh của nga tiến vào kiev nhưng mà nga đã không bảo đảm nữa quý thế từ xa là trực thăng của nga bay thế không đây lực lượng là tinh nhuệ thôi nhưng mà ông ukraine biết trước rồi ông chặn lại không cái chi mà vô được sau đó vài ngày thì cái là nga cũng chiếm được phi trường này nhưng mà thu lết là lúc đó là bên 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 ukraine họ đã ổn định đâu đó hết rồi để quý vị coi quý vị thấy mấy chỗ cái bay bên ngoài đó. Đây là những cái tòa nhà bên ngoài là đi vô nè. phía trước. Đó, thì cho quý vị thấy rằng là gì? Thì khi mà Nga không chiếm được phía trường đó, coi như dùng bộ binh. Bộ binh á, mà đi từ dưới cái vùng phía đông lên thì nó quá xa, không đi cái đoạn đó. Cả ngàn cái số đi chừng nào tới tốn kém. Bắt đầu không phải cho đi từ Belarus, ta đi xuống khoảng trăm cái số thì bị kẹt. Thêm một cái nữa khi xe tăng vào các đoàn xe đi Thì hôm tháng 2 nó lại đang là cái mùa đông Đất nó lầy lội Nhiều chiếc xe tăng bị dính trong bùn Và cứ thế là bị nướng thành cua răng muối Hôm trước tôi kể quý vị rồi Bên Ukraine họ dùng drone Họ dùng drone Họ bắn Có những binh sĩ Nga bị chết cháy ở trong xe tăng luôn Đem xác về nhà Mẹ đang chở Moscow ở Leningrad Bảo đây con bà đây chôn xong thử DNA không phải con tôi ông ơi Con thằng cha nào đó. Rất đau khổ Rất là đau đớn tình cảnh chiến tranh Ai sống chiến tranh Ai có người nhà trải qua chiến tranh Và hy sinh trong những anh vị biết rồi Rồi bây giờ về mặt quân sự Sau khi thất bại cho cái việc Mà chiếm phi trường Hostomel Thì lính Nga làm gì à, Tôi sẽ kể tiếp cho quý vị Sau phần quảng cáo Xin quý vị đừng rời màn hình SCV <laughs> các bạn những màn hình của truyền hình SCT sau đây chúng tôi trở lại chương trình thời sự 247 tôi đang nói về cái câu chuyện là quân đội Nga đã thất bại trong việc tiến chiếm thủ đô Kiev của Ukraine và cuối cùng phải rút đi bây giờ trở về miền Đông thì theo Peskov phát ngôn viên của điện Cẩm Linh điện Cẩm Linh nói là ô chúng tôi rút đó là cho thiện chí là là, là, là đàm phán nhưng mà cái ông Sky nếu bảo thiện chí gì ông vẫn phóng kích của Mariupol và lại khắc cố với thiện chí gì đó thì tôi đang kể tại sao mà thất bại là đầu tiên cái vấn đề phi trường là do cái tình báo Mỹ báo mình biết. Rồi bây giờ đó, khi mà không chiếm được phi trường Hot thì tôi phải dùng lục quân, bộ binh đi vào từ bên Belarus. Vào thì bị vướng mấy ngày đoàn xe sau đó tản đi được Và bắt đầu là tính chuyện để bao vây thành phố Kiev Mà trước khi nói tới cái chuyện là bao vây bị thất bại luôn đó, thì tôi phải cho quý vị biết là cái diện tích của thành phố Kiev nó như là nó lớn vô cùng luôn mà cái tôi cho coi cái laptop của tôi đây cho quý vị thấy nè bên trái quý vị thấy không thành phố Mariupol chỉ có 65 square mai thôi mà nga đánh trường kỳ hơn 6 tuần lễ bây giờ vẫn nó thành bình địa nhưng vẫn chưa kiểm soát được nó huống hồ chi thành phố Kiev tới 325 square mai rộng hơn cả thành phố New York của Mỹ luôn. Thành phố New York của Mỹ chỉ có 305 square mile, tức là 305 dặm vuông thôi. Vị, vị thấy Kiev quý thấy ba ép nè. Thế 325 dặm vuông là to lắm. Làm sao bao vây được đây? Với số quân ít ỏi mà từ bên Belarus đi qua, xin nhắc lại quý vị nãy coi cái bản đồ quý vị thấy rồi. À, có quý coi nè. Cái bản đồ ở đây là thấy không? Thì bên Nga đó tập trung phần lớn là bên này, đây. Đúng không? Lính Nga tập trung phần lớn là bên đây. Đó và dưới đây, còn một khoảng một nửa tập trung bên này Bên Belarus, quý vị thấy không Thì bây giờ Belarus qua là gần Chứ cái đám ở dưới đây mà đi qua đâu được Bởi vì trên đường ở đây đi qua còn đánh nhau nữa nè Đánh nhau ở cái vùng Donbass, tùm lum hết Rồi này nằm dưới đây nữa nè Miraupol nằm dưới đây nữa, đó, khó lắm Thành ra chỉ có cánh này, cánh này ít rồi, Người ta dự đoán là khoảng chừng 24.000 quân Để bao vây Kiev Thì với cái số quân như vậy đó Anh muốn bao vây thành phố này Anh phải bao vây sát, chung quanh đó chung quanh cái thành phố Đúng không anh phải bao vây chung quanh cái thành phố Đó. đây xin lỗi quý vị là phải bảo bao vây chung quanh đây thì anh mới có thể làm cho ký ép nó là kiệt quệ được và đây để cho quý vị coi luôn họ đã bao vây như thế nào trong cái thời gian đó, đó. đây quý vị thấy nè đầu tiên đó là họ bao vây đây quý vị thấy cái bản đồ cái đường màu trắng này để lùi lại xíu cho quý vị thấy đây. Họ bao vây như thế này trong mấy ngày. nhảy nữa rồi. Đây, các quý vị thấy không? Cái vòng vàng nhỏ ở trong đó là quý vị thấy thành phố Kiev bị bao vây. Sau đó đó đánh không vô được khi bao vây xe tăng vô. Thì xe tăng vô thành phố lại là vô chỗ chết. Là bởi vì sao? Thỏa tiễn, Javelin và Singer nó cứ ở trên lầu nó bắn xuống, chịu không nổi. Xe tăng đi vô thành phố là đi vô cho Xe tăng chỉ có lợi thế ở trên rừng rú và ở đồng bằng hoặc là sa mạc thôi Nó phải chống trải nó bắn được vô thành phố là thua Nó thua Thành ra khi mà vô nó thua bị thiệt hại Chết xe tăng này, này, kia các thứ hư hại nhiều quá Thế là ông rút ra Ông đi ông bảo vệ cái chu vi lớn hơn quý vị thấy đó Thấy chưa Ông bảo vệ chu vi lớn hơn Bởi vì ông không ở thời Bởi vì ra ngoài này thì xe tăng của Nga mới có lợi thế Nó không phải là trung tâm thành phố đó thì khi mà ra ngoài này đó thì nó bị hở cái chuyện gì tự nhiên là cái đường tiếp tế của ukraine nó mở ra quý vị thấy không lúc trước đó, khi mà nga bao vây ở đây đó, là coi như ukraine không thể nào tiếp tế vào trong nội bất xuất ngoại bất nhập nhưng mà xe tăng của U nga vô đánh bị rác qua cuối cùng nga đi ra vòng ngoài ra ngoài nó hở những bốn cái đường này đường supply line quý vị thấy chưa thế là các nước phương tây chúng tôi lại đưa đạn dược thực phẩm các thứ vào đây được bởi vì với cái số lượng 24.000 quân bộ binh của Nga lúc đó là đâu bảo vây hết được bao vây cái vòng lớn. Đây là quý vị thấy màu vàng này. Đây là thấy không? Họ để đây khu này là khu của uh, Nga kiểm soát này. Quý vị thấy chưa? Đó khi mà bao vây ở cái chu vi lớn hơn thì nó hở và chính vì thế cho nên là Kiev sống hùng sống mạnh trong những ngày đó cho đến khi quân đội Nga bị thiệt hại nặng nề quá phải rút ra. Thì đó là cái câu chuyện cho thấy là cái bài toán của Putin ông tính sai không ngờ là bị ông Biden đâm sau lưng bằng cách là cử ông William Burns qua bên Ukraine từ hồi tháng riêng từ hồi tháng riêng cho biết phải sống chết với phi trường Hotsumel và cuối cùng họ thành công bởi do kiểm soát lại thủ đô Kiev và ngày thứ bảy à, ngày sau đó thì quý biết rồi đó một số lãnh tụ quốc gia đi sang thăm Kiev và ngày mùng 7 tháng 4 vừa rồi ngay cả cái bà mà cao ủy Liên Âu và ông bộ trưởng ngoại giao Liên Âu cũng đi sang và đi xe lửa từ Ba Lan đi qua bên Kiev ra ngay Bucha để coi những xác chết luôn và có thể trong những ngày tới nước châu hoàng phan xít đi thăm luôn. Đó là câu chuyện người Ukraine bảo vệ thủ đô Kiev như thế nào và người nga thất bại trong việc mà kiểm soát Kiev như thế nào trình bày cùng quý vị cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình chúng tôi sẽ quý vị ở chương trình sau.